Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái sin mồ côi nha các bạn. Đó, mồ côi đó các bạn thấy không, chân móng hoàn thiện nè. Đó, con này thì sái tích nghiêm chỉnh các bạn đó. Sái mặt sái lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn đó. Đuôi dài đó. Con cái sin này thì chủ báo giá là 7 triệu rưỡi các bạn, 7 triệu rưỡi. Cao là 9 tấc bò các bạn. Mồ côi nha các bạn, cái sin mồ côi cao 9 tấc bò. Giá 7 triệu 500 ngàn các bạn, 7 triệu 500 ngàn. Chân móng hoàn thiện nè. Sẽ mặt, sẽ lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình các bạn. Cái sin mồ côi này ăn uống rất là giỏi nha các bạn. Ăn rất uống rất là giỏi. Cứng nhắc các bạn. À, nó có một cái làn chích xíu với cái rúng nha các bạn. À, có làn chích xíu với cái rúng nha. Còn ngoài ra là hoàn thiện toàn diện hết các bạn. Chỉ bị làn một chút xíu với rúng thôi các bạn. Giá 7 triệu 500 ngàn các bạn. 7 triệu 500 ngàn. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu cứ liên hệ các bạn. Sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Đó các bạn thấy không? Cái rúng nè. Đó, có làn chút xíu với cái rúng các bạn. Rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh hết. Giá là 7 triệu 500 ngàn các bạn. Giá 7 triệu 500 ngàn. Đó, chân móng móng sò hết các bạn. Móng sò hoàn thiện hết. Đó, bò mồ côi các bạn. Ăn uống rất là giỏi, cứng nhắc các bạn. Ăn uống rất là giỏi, ăn uống rất là cứng nha. Giá 7 triệu 500 ngàn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới cái màn hình video nha các bạn. Đó, bị lan chút xíu nha các bạn. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.